Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của mình ha. Bạn nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh nha các bạn, để cập nhật những video về hoa Tết. Hôm nay thì mình vẫn làm chủ đề là bông vạn thọ thôi, nhưng mà mình sẽ nói về là cách trồng bông vạn thọ ở dưới đất, làm sao mà cho nó nở hoa đúng Tết. Chỉ có một bạn tên là Hồng Thanh thì bạn này bạn có hỏi mình là em đang trồng ở dưới đất, và bạn hỏi mình là cái ngày nào là mình sẽ ươm hạt và cái ngày nào là mình sẽ bấm đọt. Và ở đây thì bạn là nói rõ luôn, bạn đi là một cơi và bạn đang trồng cái giống là Super B1 của Đồng Vàng, tức là cái giống là màu vàng chanh á các bạn, là cái bông nó màu vàng, cái nhụy của nó màu xanh, nó giống như là cái giống của 06 nè, hoặc là B2 nha các bạn. Mà bạn này bạn trồng cái giống B1. Về cái ưu điểm á thì cái cây của B1 với các bạn thì nó sẽ không bằng là cái giống của B2, nhưng mà được cái bông B1 các bạn thì nó sẽ đẹp hơn cái giống của B2 nha. Còn cái giống mà 06 của Đồng Vàng á thì cây của nó lùn nhưng mà bông của nó rất là to. Nó thì cái đó là tùy sở thích của mỗi người thôi ha. Thì đối với mà cái giống màu vàng chanh các bạn, cái yếu điểm của nó là nó rất là mau nhạt màu, có nghĩa là cận Tết mà chúng ta mà gieo sớm quá đi, chúng ta sẽ gieo cái lối và từ khoảng đâu là 25 đi, mà chúng ta ngắt gọn sớm, ví dụ như ngắt vào khoảng đâu là 22 tháng 11 hoặc là 23 tháng 11 các bạn, thì khi mà tới Tết đó, có thể là các bạn mà ảnh hưởng từ cái thời tiết như là nắng nóng nhiều đi thì nó sẽ trổ sớm và nó sẽ rất là nhạt màu so với những cái giống màu cam đỏ nha. Ví dụ như là 09 cao lỡ của Đồng Vàng đi, thì cái giống này các bạn thì các bạn gieo cái lối khoảng đâu là 22 cho đến là 26 tháng 10 âm lịch thì nó rất là ok luôn. Còn riêng cái giống mà B1 này thì các bạn phải gieo từ là lối từ 27 hoặc là cuối tháng 10 âm lịch thì các bạn gieo ha. Và các bạn bấm đọt cho mình là khoảng đâu là cuối tháng 11 hoặc là đầu tháng 12 thì các bạn bấm cho nó một cơi một là nó sẽ đúng Tết nha. Và thậm chí là bạn chơi tới mùng 4, mùng 5 Tết á thì bông của nó còn rất là đẹp và nó rất là khó bị xuống màu nha. Thì mình đã bấm đọt trễ nha các bạn. Các bạn đừng có bấm đọt sớm đối với những cái giống mà màu vàng chanh nha. Còn cái giống mà màu đỏ thì các bạn có thể là bấm vào những cái lối như là 28 hoặc là 26 cũng vẫn được nha các bạn ha, tháng 11 âm lịch nha. Thì đó là cái cách mà gieo hạt cũng như là cái cách mà bấm đọt của cái bông vạn thọ là Super B1 nha các bạn ha. Đó, các bạn xem và các bạn tham khảo nha. Ở trên mạng thì cũng rất là nhiều bạn chia sẻ thì các bạn có thể tìm hiểu thêm. Kênh của mình là chủ yếu là mình chia sẻ cho bạn về thời điểm cũng như là bấm ngọn ngày nào thôi. Đó, cũng như là chia sẻ với bạn về cách đi phân. Đối với mà những bạn mà trồng dưới đất thì các bạn cũng phải là xử lý cái giá thể ha. Các bạn có thể là xử lý vôi trước đó là 2 bữa. Có nghĩa là mình xới đất lên đúng không? Rồi các bạn phải đi một lớp mỏng vôi, sau đó thì bạn xả nước và 2 ngày sau các bạn trồng. Đó. Thì thông thường thì các bạn ươm thì khoảng đâu là từ khoảng đâu là 15 ngày là các bạn có thể là bạn bứng ra ngoài đất các bạn trồng nha. Và cái cách cây của nó là khoảng đâu là 2,5 tấc nha các bạn. Là cây sau này thì nó rất là ok nha. Nó đối với Super B1 thì các bạn cũng có thể là áp dụng được nha. Nhà bạn Hồng Thanh nha. Ở đây thì mình chủ yếu là mình chia sẻ cái kinh nghiệm của mình thôi. Đó. Còn bạn nào mà có câu hỏi nào thì các bạn có thể là bình luận bên dưới ha, thì mình sẽ cố gắng mình trả lời. Tại vì mình thấy bạn này bạn hỏi cũng rất là chi tiết á, nên mình cũng cố gắng mình làm cái video mình trả lời cho bạn luôn. Chứ mà ở nhắn tin là 1-2 câu thì có thể là bạn cũng không có nắm rõ đâu. Do đó thì mình làm video chi tiết mình chia sẻ cho mọi người, cũng như là nói về ưu điểm cũng như là khuyết điểm của giống là Super B1 ha. Super B1 thì trồng cũng rất là đẹp rồi. Có điều thì cây nó không có bằng cái B2 thôi. Cái B2 cây của nó thì nó rất là cao to, nó rất là phát triển đẹp luôn. Nhưng mà bông của nó thì nó không bằng B1. Mình phải công nhận là vậy luôn á. Nhưng mà cái mà các bạn mà trồng mà để mà giao cho những cái khách hàng mà ở xa như Sài Gòn đi thì B1, B2 nó rất là ok. Tại vì nó khi mà mình tưới những cái dòng nước như là nước bông tên các bạn thì nó sẽ không có bị chết nha. Còn đối với cái 06 của Đồng Vàng thì các bạn trồng và bạn bán Tết tại nhà thì được. Chứ mà bạn giao cho những thương lái mà đi xa đi, bạn tưới cái nước bông tên vô á là cây của nó sẽ bị chết nha các bạn. Nó bị cái kiểu như là cái bộ rễ của nó sẽ không có hấp thụ được cái nước bông tên á. Đó thì mình cũng chia sẻ mọi người như vậy thôi. Rồi thì mình cũng xin được là mến chào nha.